Đang uống nước hay chưa? Tính cười làm gì? Đó, trời ơi, kìa nghe không? Để dâm lên đi con. Gần chụp gần gì vậy? Nè. Xe. Một, hai, ba, chị là chết lên lên mới rồi. Dạ. Chị gái hả? Tay em á? À? Nè. Ủa, ở đây, cà chút uống với anh. Đúng rồi. Rồi. Cầm lại làm gì? Qua đi vậy? Đi dụ mà. Bỏ xuống cắt ăn. Nhà tên Thanh mà. Chị chút tự nghe luôn rồi. Bên 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 bên. Dạ. Được. Ấy. Nhưng mà thấy nó đẹp lắm á. Thanh chụp không? Chụp không, nó có tóc cái đẹp lắm. Đây dễ thương, đây chút dễ thương. Cái tiếng thấy đẹp. Nhiều khi nó thấy nó đẹp quá. Bản gì đi, bản gì ruột, cà cho em. Bản ruột đi. Rồi, 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 đi nữa. Tóc thì xanh nó kìa. Để con dám về chơi em. Để mừng ngày em sinh ra. Cho vui lòng ba má. Chỉ cũng được nở mặt mày với lối xóm bà con. Còn dưỡng ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng. Chị vô cùng sung sướng. Biết em có một tâm chồng đúng như lòng chị ước mong. Chị hai ơi, chị nói là câu ấy biết sao lòng ai kia.